Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á, mình đang có mặt tại Head Honda Hồng Đức 10 để mình báo giá, cập nhật giá mới nhất giữa tháng 6 cho các bạn dòng xe AB 2020 này. Thì Head vẫn đang có chương trình dành cho học sinh sinh viên nha các bạn. Thì chương trình này mình sẽ nói sau ha. Bây giờ mình báo giá trước cho các bạn. Thì xe AB ABS đó các bạn, 150 và 125. Thì phiên bản 125 đặc biệt đang có giá là 43.690.000. Phiên bản đặc biệt của AB 125 sẽ có màu đen và các bạn nhìn nè ha, đó Black Edition ha, đây là phiên bản đặc biệt của phiên bản 125 đó các bạn. Rồi, tiếp theo phiên bản tiêu chuẩn của 125 phân khối đang có giá là 42.190.000. Phiên bản tiêu chuẩn thì ở đây là phiên bản đặc biệt đó nè các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn hiện tại đó, ở đây không có chân các bạn ơi, chắc có để là trên lầu 2 rồi, toàn là phiên bản 150 thôi. Phiên bản tiêu chuẩn để mình cố gắng mà tìm xem có phiên bản nào không. Ví dụ như đây nè các bạn, đây là một trong những màu của phiên bản tiêu chuẩn nha. Những phiên bản này á, mình trước đây mình có quay chi tiết từng màu sắc một của 125 và 150 luôn. Các bạn có thể xem lại những video đó của mình nếu muốn xem chi tiết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lướt thôi ha. Rồi, phiên bản 150 mà đặc biệt thì phiên bản 150 đặc biệt này á, đang có giá là 56.390.000. Đơn cử như đây là một phiên bản đặc biệt rồi các bạn ha, đặc biệt của 150. Tất cả những màu sắc của AB 2020 này mình đã có quay chi tiết cho các bạn một lần rồi ha, các bạn có thể tìm lại những video trước đó của mình để các bạn xem tìm hiểu trước khi lựa chọn mua xe cho mình màu nào thích hợp ha. Rồi tiếp theo, AB mà phiên bản tiêu chuẩn 150 đang có giá là 55.190.000. Phiên bản tiêu chuẩn của 150 thì rất là nhiều ở đây, ví dụ như màu đen nè ha, rồi màu đỏ nè, đó hoàn toàn là phiên bản 150. Màu đỏ màu đỏ này là của 125 đó các bạn, lúc đó mình lướt qua mình không thấy ha, 125 đó các bạn. Còn đây là 150 ha, mình cũng đã có so sánh hai phiên bản màu đỏ này rồi nha các bạn. 125 và 150 nó khác nhau chỗ nào mình có so sánh luôn. Đây là phiên bản 125 nữa nè các bạn, màu đỏ bạc, lúc đó mình không thấy. Rồi, còn màu độ quá các bạn, mình đợi mình xíu nha, mình treo này lại một cái. Rồi, những phiên bản màu độ á thì mình cũng có quay cho các bạn xem qua rồi. Độ từ phiên bản nào á, các bạn sẽ lấy phiên bản đó cộng thêm. Rất là nhiều màu độ ở đây nha các bạn ha, nguyên một chiếc màu vàng luôn nè các bạn, màu vàng, rồi màu cam nè, đây cũng là màu độ nè các bạn ha. Đó, những màu này á trước đây mình có quay cho các bạn xem rồi, các bạn có thể tìm lại những video trước của mình và xem những màu độ này ha. Màu cam và màu vàng này á rất là nổi bật đó các bạn. Đây là những cái màu vàng cát của AB, cũng là màu độ của Head nha. Màu trắng này cũng là màu độ của Head luôn. Rất là nhiều ha, màu xanh siêu măng nữa nè, màu độ của Head. Đây nữa, đây là màu vàng cát nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về vấn đề mà chương trình khuyến mãi cho học sinh sinh viên. Thì chương trình này đang áp dụng từ ngày 15 tháng 5 2020 đến ngày 30 tháng 9 2020 dành cho tất cả học sinh sinh viên có độ tuổi từ 17 cho đến 30 tuổi. Khi các bạn đi mua xe, các bạn có thể trình cho Head những chứng từ chứng tỏ là các bạn là học sinh hoặc là sinh viên, ví dụ như là thẻ học sinh, rồi bằng chứng chỉ được thi đậu đó các bạn. Nói chung là rất là nhiều. Thì các bạn có thứ nào cứ đem ra để mà chứng minh mình là học sinh sinh viên.
thì các bạn sẽ được hưởng ưu đãi này. Chương trình này á, các bạn sẽ được quay số trúng thưởng trúng 100%, phần quà đồng hồ Casio cao cấp nè, rồi phiếu hoàn tiền mặt có giá trị từ 300.000 đến 1.000.000 đồng, rồi thẻ cào điện thoại có giá là 300.000. Tất cả những các mạng nha các bạn, như các bạn xài Vina thì sẽ được các bạn nhân viên khuyến mãi cho các bạn cặp Vina, Mobi hay là Viettel ha. Rồi một cái ba lô cao cấp. Cái ba lô á, thì cái video trước á, mình có quay cho các bạn xem rồi. Bây giờ á, mình sẽ cho các bạn xem những cái đồng hồ mà các bạn nếu mà là sinh viên sẽ được với số trúng thưởng chúng ha. Mình đang có mặt ở đây là hai cái đồng hồ các bạn. Đây. Đây bạn. Đồng hồ dây da nha các bạn. Và đây nữa là cái đồng hồ này á, là dây kim loại nè. Đây. Đẹp quá các bạn. Cái này đẹp quá nè. Mình á, thì mình thích xài cái dây kim loại hơn. Đó, rất là đẹp ha. Còn một mẫu nữa, nhưng mà do nó nhiều quá mình cầm không hết, cho nên mình chỉ cầm được hai cái này thôi. Tổng cộng nó đến tới 3 mẫu đó các bạn. 3 mẫu ha. Cái mẫu này là dây da nè. Cái mẫu này là dây da nha các bạn. Ha. Đồng hồ Casio nha. Đó. Nhá hàng cho các bạn xem luôn nè ha. Ba lô á, thì video trước mình có quay cho các bạn xem rồi. Hiện tại ở đây á, thì không có, cho nên mình không có lấy cho các bạn xem nữa. Và cái chương trình này á, các bạn nhớ như thế này nè. Ví dụ như bây giờ các bạn là học sinh sinh viên, các bạn không có nhu cầu mua xe, nhưng mà cha mẹ các bạn đang có nhu cầu mua xe á, thì vẫn có thể được hưởng chế độ này. Tức là chỉ cần các bạn đi theo thôi, các bạn trình cho nhân viên, cho nhân viên biết bạn là học sinh sinh viên á, thì cha mẹ các bạn hoàn toàn cũng được hưởng cái chế độ này luôn ha. Nè, ưu đãi thả ga ha, quay số trúng thưởng trúng 100% những phần quà này đó. Các bạn thấy nè, giải hoàn tiền mặt tới 1.000.000 đồng đó các bạn ha, rất là cao. Thậm chí là đồng hồ Casio nè, đó các bạn vừa xem rồi đó, rất là đẹp. Rồi bây giờ á, cũng đang có chương trình trả góp lãi suất là 0.79% này các bạn. Không cần trả trước, nhận ngay cào vẹt gốc, duyệt hồ sơ online, rất là nhiều chương trình khuyến mãi ở đây ha. Mọi chi tiết á, các bạn cứ liên hệ lên số điện thoại mình để trong màn hình, các bạn có thể tư vấn từ các bạn nhân viên ha. Mình sẽ để luôn hai số điện thoại đó các bạn. Lãi suất này á, rất là hấp dẫn, chỉ là 0.79% thôi. Này áp dụng cho hình như là dòng quay A nè, quay Alpha nè, Vision nè và AB đó các bạn. Mình nhắc lại một chút ha, thì cái vấn đề trả góp á, các bạn nhớ là phải đủ 20 tuổi. Tức là các bạn phải đủ 20 tuổi thì các bạn mới đủ điều kiện để mà đứng tên một hợp đồng trả góp nha các bạn. Ví dụ như các bạn mua xe Winner 0% cũng vậy luôn, thì các bạn phải đủ 20 tuổi các bạn mới đứng được cái tên hợp đồng trả góp, cũng như là đứng luôn cái tên xe. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn đi mua xe chỉ mới 17 tuổi thôi, nhưng nếu các bạn mua trả thẳng luôn á, không trả góp, thì các bạn mặc nhiên được đứng tên chiếc xe đó ha, là chủ sở hữu chiếc xe. Nhưng nếu các bạn mua trả góp thì không thể được, vì cái hợp đồng trả góp á, là hết, cũng như là những cái công ty tài chính mà ta cho mình vay đó các bạn, bắt buộc các bạn phải là 20 tuổi trở lên thì mới đủ cái điều kiện để đứng tên hợp đồng. Chính vì lẽ đó các bạn nhớ nha, các bạn trả thẳng thì dưới 20 tuổi đứng tên được, nhưng nếu các bạn mua trả góp thì không thể đứng tên được chiếc xe đâu. Rồi, mình xin dừng cái video báo giá này đây nha các bạn. Có gì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại cho màn hình để mà tư vấn giá cả cũng như là quà tặng khuyến mãi trả góp thế nào đó, hoặc có thể các bạn đến thẳng hết
để được tư vấn kỹ lưỡng hơn, dễ hơn ha. Rồi, xin chào các bạn ở đây nha các bạn.